Nho, các bạn thích ăn gì hơn? Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thích quả nho đấy. Không biết đâu nha, cà rốt cũng có rất là nhiều bạn thích ăn mà. Các bạn thì có thể là không thích hoặc là có thể thích, nhưng mà mình thì lại thích nho cơ. Tớ cũng đang thắc mắc một điều là không biết ở trong nhà sách thì có nhiều đồ hình cà rốt và đồ nho hay không? Nếu mà muốn biết thì bây giờ chúng ta phải đi mua chứ. Ok, bây giờ chúng mình sẽ thực hiện một thử thách, để chính là một ngày mua toàn đồ cà rốt và quả nho để xem đồ nào có nhiều hơn nhá. Ok, đi thôi. Các bạn ơi, tớ nhìn thấy bạn gấu bông này rất là đáng yêu, nhưng mà tớ đang thắc mắc không biết bạn ấy là con gì. Thấy không giống con cáo đúng không bạn? Phải con cáo không hả? Nhưng mà cái chân này, cái chân thì lại giống con gấu này. Đấy. Bạn tên là gì? Hả? Bạn là con gì? Này, gấu đâu mà gấu. Thế là con gì đây? Đây á. Chắc chắn là con vật rồi. Trời đất. Kiếm được cái quả kính ở đâu nhìn á? Chán rồi thế. Ngầu không các bạn? Ngầu như là ngầu như là lá trầu. Đây đâu phải là con cáo đâu mà cáo. Thôi con gì cũng được, miễn không phải là con người. Tớ sẽ để bạn ấy lên đây. Này thế có gấu bông hình quả nho không vậy? Kiếm ở đâu ra gấu bông hình quả nho đấy các bạn? Có may ra có bạn nào đấy đang cầm quả nho ăn không thôi. Thế thì đứng đây làm cái gì? Hóng hớt ở chỗ này các bạn ạ. Thế thấy người ta đứng ở đây sau thì cũng đi vào. Đi ra đi, đi ra đi, đi. Ồ, đến nơi rồi. Lo mà tìm nha. Đi tìm đồ. Ui các bạn ơi, chỗ này á rất là nhiều móc khóa luôn nè. Đẹp chưa? Wow. Đây nè, đây là Birik, nhưng mà Birik này là Squishy đấy các bạn ạ. Nhưng mà không biết là có móc khóa hình củ cà rốt không ta? Nãy giờ tớ chưa thấy củ cà rốt nào cả đây nè. Để sang bên này xem nào. Wow, bên này là đây là phấn trang điểm nè. Wow. Không phải. Tớ tưởng là đây là củ cà rốt, ai ngờ đây là hình quả xoài các bạn ạ. Phải rồi. Này. Thế có thấy quả nho của tớ không? Không. Bạn tự mà tìm đi. Tớ cũng đang tìm nhưng mà không thấy đây này. À, nhìn đây, nhìn này. Sang đây, sang đây. Tớ nhìn thấy quả dâu tây. Không phải quả nho đâu. Ở bên kia kìa. Wow. Đây, củ cà rốt nè. Bạn ơi, củ cà rốt nè. Đấy, may là tớ tìm cho bạn rồi nhá. Cái chải hình củ cà rốt ở dưới này. Ôi, nhưng mà đây cũng là củ cà rốt nè. Phải không, hay đấy là quả cà tím? Cà tím á? Cà rốt thường là sẽ có hai cái mầm lên. Cái này giống quả cà tím hơn các bạn nhỉ? Hả? Thế thì tớ sẽ lấy cái chải màu cam nè. Đây là củ cà rốt. Bạn tìm củ cà rốt của bạn thì tớ còn trống giỏ đây này, chưa được tớ cái được gì. Tớ được 3 món rồi đây. Tớ chưa được cái gì đâu. Thế thì đi tìm đi. Các bạn ơi, được 3 món rồi. Tớ đang tìm quả nho này các bạn ơi. Quả nho thì thường tớ thấy rất là ít á. Ở đây toàn là mốc chìa khóa thôi. Không thấy quả nho nào. Gì đây ta? Cái xi nè. Cái xi miệng ngậm cái gì vậy nhỏ? Lạ thế. Xem còn cái gì nữa không nào. Ôi dồi ôi, toàn là gấu trúc thôi các bạn ơi. Ở chỗ này toàn là các con vật thôi, không thấy một tí hoa quả nào cả. Chán thật đấy. Tớ vẫn trống giỏ này, chưa được một cái gì luôn. Các bạn ơi, tớ đang ở khu gấu bông này. Ở đây có rất là nhiều gấu bông, không biết là có gấu bông cà rốt không nhỉ? Để tớ tìm nhá. Wow, nhiều quá các bạn ơi. Có cả mèo, có cả thỏ. Ui, gì đây? Có một bạn thỏ đang ôm củ cà rốt đang chuẩn bị ăn nè các bạn ơi. Một món rồi, để xem bên này nữa nhá. Wow. Nhìn nè, ở đây có một củ cà rốt to hơn nè các bạn ơi. Nhưng mà là cũng là thỏ ôm các bạn ạ. Wow, đẹp quá. Thôi, tớ sẽ lấy một bạn thôi. Ui, nhìn nè các bạn ơi, dưới này nữa nè. Wow, đáng yêu thế nhờ, đây củ cà rốt tí hon. Lấy bạn này luôn đi, tại vì bạn này có cái tai dài hơi dài, rất là đáng yêu. Bên kia không có quả nho, bây giờ tớ sẽ tìm ở khu bánh kẹo. Tại vì bánh kẹo thì thường sẽ có vị nho các bạn ạ. Đây là silicone màu tím nhưng mà không thấy hình quả nho đâu cả. Cái này là quả dâu này, cam này. Nho này các bạn ơi, màu tím là nho hi. Mình sẽ lấy một thỏi đi. Đây, có hình quả nho ở đây các bạn nhé. Đây này, nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đây vẫn là quả nho. Sản phẩm đầu tiên của tớ. Các bạn ơi, ở chỗ này thì có rất là nhiều kẹo nổ. Màu cũng hơi tím nhưng mà không thấy có quả nho các bạn ơi. Toán cái vị gì đấy thôi. Thả sản xuất một túi quả nho đi cho tớ để lấy nhờ các bạn nhờ. Các bạn có nhìn thấy hai bạn cây xương rồng gì đây không? Một bạn Hooky và một bạn Kissy nè. Ở dưới này thì là khu kẹo các bạn ạ. Để xem có nước nho không nhé.
cái này không phải là nước nho rồi. À đây, à, nước nho, có chùm nho ở đây này các bạn này. Đây để xem còn nữa không nào. À đây, đây cũng là nho tím các bạn ơi. Ten ten. Ơ, sáng nhỉ? À đúng rồi, đúng rồi. Đây là quả nho, mình nhìn tròn tròn cứ tưởng là quả Việt Quất các bạn ạ. Để xem còn nữa không. Cái này phải không nhỉ? À cái này cũng là quả nho nè. Đây. Thế là được thêm bát sản phẩm rồi. Wow, kẹo này nhìn đẹp chưa này các bạn ơi. Đẹp nhở, giống như là trồng kem á. Đây này, có rất là nhiều màu. Cái này là thạch này. Ờ, thường là cũng có thạch nho mà đúng không? Bên dưới này là thạch thạch cốc. À, đây rồi, đây rồi. Thạch nho, tên đây tên. Ờ, mà lúc nãy bạn Hằng bạn đi tìm quả gì nhỉ các bạn nhỉ? Quả gì ta? Quả gì ấy nhỉ? Nho. Ờ, tớ quên mất rồi, bây giờ tớ phải đi tìm bạn ấy để hỏi đã. Wow, các bạn ơi, ở đây á, rất là nhiều bút luôn. Và tớ đặc biệt thấy đấy chính là có quá nhiều là bút củ cà rốt luôn. Đây nè, điển hình đây là một bút đầu tiên. Đây, ở dưới này nữa các bạn nè. Ơ, không phải. Đây không phải là củ cà rốt các bạn ơi. Tớ nhìn thấy màu cam cứ tưởng là củ cà rốt cơ. Ai ngờ, à, đây rồi. Đây, tên tên là một bút củ cà rốt nữa. Ở cái này nữa các bạn này. Đây là bút một củ cà rốt có một bạn thỏ đang ở trên này luôn. Ba cái rồi. Này nhìn này, tớ tìm được thêm mấy đồ màu tím đấy. Nhiều thế. Ơ nhưng mà sao toàn đồ ăn vậy? Ồ tại vì tớ tìm mấy cái bốc chìa khóa cũng không thấy quả nho, ít lắm. Nhìn nè, tớ cũng đang tìm đấy nè. Để tớ tìm hộ. Bạn ơi. Hả? Ở bút này á rất là nhiều bút củ cà rốt luôn. Nhưng mà không có biết là có bút quả nho không nhỉ? Không có đâu. À đây nè. Đâu? Đây đây đây. Đâu. Đấy. Ồ, phải không? Phải mà. Ồ, ha, cái này là bút quả nho các bạn ơi. Nè, đây là bút cà rốt. Nhưng mà tôi thấy á, màu quả nho đẹp hơn các bạn nhỉ. Cà rốt đẹp hơn. Màu cam đẹp mà đúng không các bạn? Đây xem còn nữa không nào. Không biết là còn nữa. Cái gì đây? Đẹp thế. Bút đấy các bạn là bút là... thỏ à? Phải không? Ồ, hình như là bút bạn thỏ đấy. Ồ, hết bút cà rốt rồi. Này, bạn tìm ở đây đi nhá, tớ đi chỗ khác tìm thôi. Ok. Tớ ngồi với bạn á, bạn toàn tìm được đồ thôi. Tại vì cà rốt nhiều hơn mà đúng không các bạn? À, đi sang bên này này. Đây. Tên tiền. Không biết đây là gì nhỉ? Wow, cục tẩy các bạn ạ. Trời ơi, cục tẩy hình cà rốt mà to như thế này không biết tẩy bao giờ mới hết. Ok, đây rồi. À, dao rọc giấy hình cà rốt luôn. Cà rốt có quá nhiều lần là... Ui đây nữa nè. Các bạn ơi, đây là kẹp ghim. Đấy, hình cà rốt. Trời ơi, nhìn nè các bạn ơi. Giỏ của tớ nè. Nhiều lắm rồi. Không biết là có sticker hình cà rốt không ta. Bên này là... À, đây là giấy để gấp sao các bạn ạ. Có vẻ là hết rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ tớ sẽ đi tìm chỗ khác. Lúc nãy tớ bảo với các bạn là không thấy kẹo nổ quả nho, nhưng mà bây giờ tớ lại thấy thôi các bạn ạ. Đây này, ở đây thì có rất là nhiều kẹo nổ quả nho luôn. Tớ sẽ lấy một túi đi. Lấy một túi thôi các bạn ạ. Đây. Tên tên, nhìn giỏ của tớ này. Thế là tớ cũng được mấy sản phẩm rồi đấy, nhưng mà toàn bánh kẹo thôi. Tên tên, các bạn ơi nhìn nè, ở đây có rất là nhiều vòng tay luôn. Và có rất nhiều hình. Đây là hình Hello Kitty với quả dứa. Không biết, à đây rồi. Đây là một chiếc vòng tay có hình một bạn thỏ với lại là củ cà rốt nè. Ui, có cả cherry nữa. Để xem là có quả nho của bạn Tuyết không ta. Không có rồi. Doraemon với lại dưa hấu. Không có rồi các bạn ơi, không có quả nho rồi. Quả nho có vẻ ít hơn đấy các bạn ạ. Wow, ở đây là toàn là kẹp tóc. Đẹp quá. Đây là, đây là hình cây kem. Wow, nhìn nè các bạn ơi. Đây là hình cà tím nè. Ui, nhưng mà không có dây buộc tóc hình cà rốt nhở. Kẹp tóc. Sang bên này cũng là kẹp tóc. Không biết là có hình gì cà rốt nữa không. Đây là dây buộc tóc hình quả dứa. Ví nè các bạn ơi. Wow, nhìn nè. Ví màu hồng có mặt thỏ hình cà rốt nữa. Ui, đây nữa nè.
Hai chiếc ví hình có củ cà rốt đây. Thế là thêm được 3 món nữa cho vào giỏ rồi. Các bạn ơi, ở đây thì có rất là nhiều túi pop-it này. Đấy, rất là xinh luôn. Úp, cái này hình như là bạn gì ta? Đây là bạn Mực à? Ui, cái túi này xinh chưa này các bạn ơi? Nhìn giống như là kiểu cái túi mà mình hay đeo á. Nhờ, cái này á, vừa đeo mà nếu mà buồn buồn lấy ra chơi pop-it cũng được này. Đây. Nhưng mà tiếc quá, chả có túi quả nho các bạn ạ. Tôi đi tìm từ nãy mà chả được thêm sản phẩm gì cả. Thấy toàn quả gì thôi á. Hầu như tôi thấy chủ yếu đó là quả táo và quả dâu tây và quả dưa hấu nữa các bạn ạ. Còn nho của tớ thì rất là hạn chế luôn. Các bạn ơi, ở đây là kẹp tóc nè các bạn ơi. Có rất là nhiều kẹp tóc đẹp luôn, nhiều hình thù luôn. À, đây là kẹp tóc hình của cà rốt nè. Tên tiền. Ui, đây nữa. Đấy, hai cái. Wow, dưới này nữa các bạn ơi. Đây là một bạn gấu có củ cà rốt ở đây. À, nhìn nè, đây nữa. Trời, nhiều vậy. Ui, bao nhiêu luôn. Để xem nào. Không biết là có nữa không nhỉ các bạn. Đây, cho vào đây. À, đây là toàn là hình dâu thôi. Ý, đây nè các bạn ơi. Đây, có củ cà rốt đây. Cho vào tiếp. Wow, nhìn nè các bạn ơi, dưới này là một set luôn. Có rất là nhiều hình, nhưng mà lại không có hình cà rốt của mình. Bên này để xem nào. Wow, đây nè. Trời ơi, nhìn nè các bạn ơi, đây là một vườn cà rốt luôn mà. Đấy, quá nhiều luôn. Kiểu này bạn Tuyết thua chắc rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ tớ sẽ đi tìm chỗ khác. Ten ten, tớ tìm được một cái túi có hình quả nho ở đây. Và cái túi này á, các bạn có biết không? Đây hình như là bộ sưu tập hoa quả được in lên đây hay sao á. Tớ thấy có rất là nhiều hình này. Chuối này, nho, dưa hấu này, rồi là cam xoài. Nói chung là rất rất là nhiều. Nhưng mà có quả nho nên là tớ sẽ lấy cái túi này. Ten. Các bạn ơi nhìn này, ở đây thì có một cái kẹo rất là hay. Hình như đây là con tôm này và đây là trứng chiên các bạn ạ. Ít. Con tôm thì có rất là nhiều màu, có con tôm càng xanh luôn này. À, xem còn nữa không nào. Ờ, hình như là hết rồi. Kẹo này là kẹo chiếc dép các bạn ơi. Đây, chiếc dép. À, có kẹo quả nho này. Tớ sẽ lấy một cái kẹo quả nho này. Ở đây thì có rất là nhiều. Cái này là kẹo... À, các bạn ơi, càng. Đây chính là kẹo... cái gì nhỉ? Kẹo dẻo trứng ốp gà chảo đấy. À, ở đây thì có pizza. Ai chết rồi, chết rồi. Ơi. Mua được gì rồi? Tớ mua được nhiều nhiều rồi đấy. Đây này. Này mẹ tớ có quà cho bạn đây. Cái gì? Mẹ tên tên. Quả nho hả? Kẹo hubba hubba. Tớ tìm được cho bạn Tuyết hai loại kẹo hubba hubba mà à quên, hai loại kẹo có hình quả nho. Nhưng mà tối thì lại không tìm được cái gì cho bạn Hằng cả. Hình như ở chỗ này toàn kẹo nhưng mà không có hình cà rốt. Này bạn nhìn này, cái này hay không? Cái này là con cá, rồi cái này là trứng ốp đấy. Trứng ốp cá? Không, hai cái khác nhau mà đúng không các bạn? Đây nè. Ui, ở chỗ này có nhiều kẹo đẹp nhờ. Ừ, đúng rồi, để xem còn cái gì nữa không đi. Cà rốt. Này, nhìn cái này giống như là kẹo mút á. Nhìn muốn ăn quá này. Thế giới kẹo mút ở trên đấy luôn. Đây thì có rất là nhiều loại kẹo nhưng mà nho thì rất là ít các bạn ạ. Cà rốt cũng thế. Ý, xem chỗ này đi. Ra. Đấy. Ui, đây là kẹo mút. Wow, để xem có kẹo mút thì cà rốt à? Có rồi. Ồ ha. Hết rồi. Cái này cũng là tôm mà. Cái này cũng là con tôm lúc nãy này các bạn ơi. Hết mất rồi. Nè Tuyết ơi, tôi nghĩ là hết rồi đấy. Bây giờ chúng mình thử xem mà ai nhiều đồ hơn. Ok, bây giờ xem quả nho của tớ trước đi. Ừ, ê, được. Các bạn ơi, xem nè. Ít hơn thì đỡ. Tìm được một cái túi rất là nhiều hình hoa quả. À, đây. Đó, nó trứng nho mà. Có cà rốt không? Để tớ lấy một cái. Đây là kẹo nổ này, nước này, không có cà rốt đâu. Bút nè, kẹo hubba. Thạch. Đó, hết rồi. Đây, bây giờ xem của tớ. Nhìn đâu? Nè, có gấu bông nè, kẹp tóc nhiều lắm luôn. Ví à, ví hai chiếc luôn. Hai chiếc ví khác nhau mà. Đây, tẩy này, bút này. Rồi có cả chải nữa, vòng tay nữa nè. Ồ, các bạn ơi, hình như là bạn Hằng tìm được nhiều hơn tớ rồi các bạn ạ. Đây tất này. Nhiên rồi, tại vì cà rốt tớ đã bảo mà cà rốt nhiều hơn rồi. Nhưng mà chắc gì đâu, có thể là một chỗ nào đấy có rất là nhiều quả nho nhưng mà tớ không thấy thì sao nhở? Các bạn ơi, các bạn thấy là
đồ quả nho với lại quả củ cà rốt thì đồ nào đẹp hơn? Nếu mà các bạn thấy đồ nào đẹp hơn thì nhớ để lại bình luận nhá. Còn bây giờ thì video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.